Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết nắng nóng, các em học sinh là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều. Song các nhà trường và các gia đình đã có nhiều biện pháp để làm sao các em vẫn đi học mà đảm bảo sức khỏe. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời điểm con em trở lại trường học tập, thời tiết nắng nóng kéo dài, từ đầu tháng 5, Hội cha mẹ học sinh của 5 lớp trường tiểu học Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã tự đóng góp kinh phí mua và lắp đặt điều hòa, mỗi phòng học 2 chiếc. Đối với những lớp học còn lại, trong thời gian nghỉ dịch, nhà trường đã chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo hệ thống quạt mát hoạt động tốt. Và đảm bảo sức khỏe cho học sinh thì chúng tôi hoàn toàn cho học sinh đi học vào buổi sáng hàng tuần. Tại trường mầm non Lệ Xá, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, có thêm 5 chiếc điều hòa được lắp đặt khi đón trẻ trở lại trường. Bên cạnh đó, các lớp không có điều hòa, thầy cô cũng mở cửa để lớp học thông thoáng, kèm có quạt máy, đảm bảo nhiệt độ phòng học, đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời, nhắc nhở phụ huynh chú ý mặc đồ thoáng mát cho trẻ đội mũ khi đi ra nắng, cho trẻ ăn uống đầy đủ chất như rau xanh, củ quả, thịt cá trứng, khuyến khích trẻ uống nhiều sữa tươi, nước trái cây, nước khoáng. Ban giám hiệu nhà trường lên cái kế hoạch mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất mà làm sao cho các cháu đến trường được đảm bảo mát mẻ. Về công tác bán trú thì chúng tôi cũng thay đổi thực đơn để tăng cường các cái món canh, tăng cường phối hợp với lại phụ huynh học sinh trong cái thời gian mà đưa đón trẻ. Thay mặt phụ huynh hội phụ huynh học sinh rất an tâm về công tác tổ chức và công tác đảm bảo cho các cháu là ăn học, tin tưởng vào trong công tác giáo dục và chuẩn bị của nhà trường. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, tin tưởng rằng thầy và trò các nhà trường sẽ hoàn thành kế hoạch năm học, dù cho điều kiện thời tiết không thuận lợi.